Chúng em đang có mặt ở thành phố Việt Trì, đang trên cung đường để đến nhà anh Cường để bàn giao cho anh Cường với bộ dàn cấu hình combo karaoke với cặp full B12. Đây là Vincom Plaza ở thành phố Việt Trì. Nhà anh Cường thì ở gần ngay đây thôi. Chúng em đang định vị đến nhà anh Cường để bàn giao cho anh bộ dàn. Và cái cấu hình bộ B12 của anh Cường ngày hôm nay gồm các thiết bị gì thì xin mời các anh em cùng đợi trong ít phút nữa để chúng em đến nhà anh Cường để phối ghép lên. Mời các em cùng thưởng thức và tìm hiểu thêm về bộ dàn B12 nhé. Thì trước mặt mặc bộ quần áo xăng dầu Petro kia là anh Cường, các bác và anh em ạ. Chúng em hẹn nhau ở ngay chỗ cửa nhà máy gạch CMC của Phú Thọ. Anh chắc cũng vừa tan ca xong. Có hẹn với anh đấy là hết giờ hành chính. Thì nghĩ chắc là anh cũng làm ở công ty xăng dầu. Giờ tan ca là anh cũng về mà em cũng có mặt tại nhà anh Cường luôn để bàn giao cho anh bộ dàn. Ok ok anh. Bệ cháu cái này. Lại gọi điện thoại thì thấy giọng chú trẻ quá thì là cứ gọi là anh thôi. Chú thông cảm cho cháu nhá. Thời tiết bắt đầu vào đông. Bắt đầu. Chiều nay cháu thì cháu đi nhiều. Đây chú cầm một đoạn bộ chân này mà. Vị trí này chú ạ. Hợp lý luôn. Bộ B12 đang siêu hot vào thời điểm hiện tại. Ô, bàn này là chủ để này à? Ừ, để tạm cái này xong sau này cho lên thì vì chưa... Rồi, cháu hiểu rồi. Vâng, chưa... ấy được, đại loại là cứ chỉnh, cứ ngon lành xong rồi mai treo TV lên. Vâng ạ. Thì xong là để... là treo TV là thứ thế chú tút dây nguồn chú bốc lên chú không phải rút bất cứ dây gì ra. Đúng rồi. Thank you.
Đêm nay trên phố mưa tơi bời, lòng nghe bao nhớ thương đầy vơi. Làm sao cho em vui, còn ai cho em vui bằng môi trên đôi môi, môi tuyệt vời. Đêm nay anh biết em thương nhiều, buồn tây trên các khuya quanh yêu. Nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ hoe trên mi môi bao giờ cây xăng dưới tàu. Cháu tàu dầu dưới sông. Vâng ạ. Bye bye. Vâng ạ. Vâng ạ. Đây cháu về đây. Nhà chú đẹp quá, ngay lô góc chỗ này. Vâng ạ, cháu chào chú ạ. Bản ra xong bộ B12 cấu hình full với phiên bản mới nhất năm 2024, là một trong những phiên bản đang cực kỳ hot. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video của Zika chúng em để bàn giao cho chú Cường bộ B12 ở Phú Thọ, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Vâng, cảm ơn các bác anh em đã theo dõi hết video của Zika chúng em. Video với hành trình lắp đặt bộ dàn B12 cho chú Cường Phú Thọ, Việt Trì. Đấy, bàn giao xong công việc rồi thì chúng em đang trên đường quay trở về với showroom của Zika. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến các bác anh em đã đồng hành, yêu mến, ủng hộ Zika chúng em, theo dõi hết video của Zika chúng em. Xin cảm ơn các anh em rất là nhiều.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo ạ.